Xin chào các bạn đến với thử thách bóng đá. Chơi bóng bàn bằng tất cả mọi bộ phận trên cơ thể trừ tay. Và nhân vật đầu tiên chúng ta là anh Đỗ Kim Phu. Nhân vật tiếp theo là Quang Hải Nhĩ Ronaldo Hà Nội. Luật chơi chúng ta như sau: hai bên sẽ có hai hiệp đấu, ai ghi được 6 điểm trước tiên thì sẽ là người chiến thắng. Và bây giờ sẽ bắt đầu gì? Để người chiến thắng sẽ được quyền giao bóng. Mọi người sẵn sàng. 3. Ok. Bắt đầu. Wow. 1-0 cho anh Phúc. Quá xuất sắc, 2-0. Một pha cứu bóng không thể tin nổi. Một pha như kiểu xe lu rơi xuống trái đất. Ba không rồi. Một điểm đầu tiên cho Ronaldo nhí chúng ta. 3-1. Ba hai rồi, sẵn sàng đang rồi, rất tốt. Bốn hai, tỷ số đang nghiêng về anh Phúc. 4. Chúng ta tỷ số tổng là 4-3. Yeah. 5-3. Anh Phúc đang được 5. Wow. 5-4. Rất kịch tính. Năm đều. Wow, đây sẽ là quả cuối cùng. Như vậy là sẽ chơi đến 7. Rồi Ronaldo được 6, anh Phúc được 5. Và quyết định. Thời đầu tiên Ronaldo thì chúng ta đã xuất sắc lật ngược tình thế, chiến thắng. Và bây giờ sang hiệp đầu thứ hai, hai đội đang lườm nhau. Yeah. 1-0 cho anh Phúc. Như vậy là bao nhiêu rồi anh Phúc? Hai đều. Hai đều, đúng rồi. Ba hai. Anh Phúc đang được 3. Ba đều. Yeah. 4-3, anh Phúc được 4. Tỷ số đang là 5. 5 là nghiêng về ai? Yeah.
Như vậy là đã cân bằng hai hiệp, hai bên đã hòa nhau. Tôi sẽ vào hiệp đấu quyết định. Hiệp đấu cuối cùng. Yeah, 1-0. Một điểm đầu tiên cho anh Phúc. Một pha bỏ sổ bằng cầm giày. 2-0 cho anh Phúc. Hai một. Tỷ số đang nghiêng cho Quang Hải Nhí. Ba đều. Wow. 4-3 nghiêng về Ronaldo Nhí. Lại 4 đều rồi. Không thể tin nổi. Đang hòa rồi. 5-4. Quang Hải Nhí được của chúng ta đang được 5. Và quyết định liệu sẽ ra sao đây. 5 đều. Yeah, hòa rồi. Đạt đến 7. Đây sẽ là hai quả cuối cùng. Rất hồi hộp. Tỷ số không thể tin nổi. Không biết ai sẽ là người chiến thắng cuối cùng trong 3 hiệp. Bắt đầu. Wow. Wow. Cay cấn quá. Wow. 6-5. Lợi thế đang cho Ronaldo Nhí chúng ta. Đang rất gần kề trước cúp vàng rồi. Và bàn thắng cuối cùng. Hiệp đồng này, ai sẽ là người cán đích cuối cùng đây? Tỷ số bây giờ tôi cũng không nhớ nữa, vì nó quá kịch tính rồi. 8 đều rồi, 8 đã đến 10. Số đang nghiêng về Ronaldo Nhí. Bàn thắng cuối cùng cho Ronaldo Nhí. Wow, 9 đều. Đá đến 11. Trọng tài Ngọc Anh toát hết mồ hôi rồi. Không thể tin nổi nữa. 19. Đang nghiêng về Ronaldo Nhí. Wow. 10 đều, đạt đến 12. Không muốn nữa. Mười một, 10. Bàn thắng cuối cùng trắng. Bàn thắng vàng. Quá xuất sắc. Không thể ai biết trước được điều gì. Nó mệt lắm các bạn. Chứ chưa bao giờ mình chơi được như thế. Nhưng mà mình không thể đi không. Nhiều lại thì sẽ. Mệt lắm. Mệt lắm. Mệt lắm. Mệt lắm. Mệt lắm.